the bed feels warmer, sleeping here alone. You know I dream in color, and I do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, bet you think that everything good is gone. Think you had the best of me, baby you don't know me now. Yeah, you don't know me 'cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger, stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter, footsteps even louder. Doesn't mean I'm over 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you Thưa quý vị, Kelly Clarkson. Hi Kelly, how are you? You want to say hello to the Vietnamese audience? Yes, hello. First of all, welcome to our homeland, welcome to Vietnam. You know what? I am amongst one of the millions and millions of fans of yours from the very first day. I remember back in 2002 when you were in American Idol. Yes. Yes, and the song that you have just performed has great meaning to it. And I live by the quote, what doesn't kill you makes you stronger. Yeah. Thank you very much for that song. Yeah. And is this your first time here in Vietnam? It is. It's been my first trip. And we were here for like a week, and it's beautiful. How did you like it so far? Have you been anywhere else aside from Phu Quoc? Yeah. I'm going to say it wrong. Ho Chi Minh City. Okay, I was like, I'm going to say it wrong. And it was awesome. It was so cool. Everyone was so lovely there, and it's been a really great trip for all of us. So I'm glad you had a great time. Thank and I hope you will come back very soon. Yeah, thank you. Hey, lady, I'm still here. Yes, we remember you. Thưa quý vị, con gái, dù là chưa quen nhau mà họ gặp nhau là họ cứ... bàn chuyện với nhau rất là hầu hởi và có khi quên cả chúng ta đứng bên cạnh này. Vừa rồi thì Jennifer vừa mới gặp Kelly là đã làm quen và bảo là Jennifer đã thần tượng Kelly từ hồi mà Kelly Clarkson đăng quang thần tượng âm nhạc Mỹ từ năm 2002. Và từ đó cho bây giờ thì bài hát ấn tượng nhất chính là bài hát mà vừa rồi Kelly vừa mới hát, Stronger, có nghĩa là mạnh mẽ hơn. Và nhất là câu hát mà Jennifer thích là việc gì mà không giết chết được bạn thì sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn.
Thôi đúng không? Đừng giết chết, nó ghê em quá. Không, muốn giết chết. Không hủy diệt được bạn. Không hủy chỉ diệt được bạn. Chỉ có thể làm bạn mạnh mẽ hơn mà thôi, thưa quý vị. Không gì bằng chính phụ nữ họ tự cảm nhận với nhau, đúng không quý vị? Jennifer cũng hỏi Kelly là đã đến Việt Nam thì đã đi được đâu ngoài Phú Quốc hay chưa và thấy Phú Quốc như thế nào. Kelly nói là thấy Phú Quốc và biển của Việt Nam rất là đẹp. Ngoài Phú Quốc thì Kelly Clarkson đã có thời gian để thăm thú thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn và thấy những con người của Việt Nam rất thân thiện, rất dễ mến, dễ gần. And now it's my question for you. Okay. I've been waiting for so long. Do you feel like you're a part of this contest tonight, having to answer so many questions? Oh, good Lord. I'm glad I'm not. There's a lot of pressure. So, no. So no pressure. Yeah, no and my pressure question for is me. Easy. Don't worry. Not some of them who was asking you. So my question is that you sang stronger. What do you think most empower girls, women, or ladies? I think confidence. I think that's the sexiest thing for a woman. I think as long as you're confident and you're comfortable in your skin, then you can't go wrong. So, yeah. Thưa quý vị, điều mà chúng tôi, bản thân tôi chất chứa muốn hỏi cô gái thần tượng âm nhạc này, đó là cô ta hát bài hát trở nên mạnh mẽ hơn và đặc biệt dành tặng cho các cô gái, các thiếu nữ. Thì tôi hỏi là điều gì theo Kelly nghĩ sẽ làm cho các cô gái có sức mạnh của riêng mình? Thì Kelly bảo đó chính là sự tự tin. Sự tự tin sẽ làm nên nét quyến rũ của người phụ nữ. Sự tự tin sẽ chứng tỏ họ có thể vượt qua tất cả và khẳng định vị trí của mình trong cuộc sống. Thank you. Yes. And one last question, I promise. From this tonight, all our 38 contestants have been anticipating for this special moment, the crowning moment of the new Miss Vietnam 2014. And I'm pretty sure you can relate to this because you were under the spotlight of American Idol back in 2002. I'm pretty sure you have a song that would be best fit for our contestant tonight. Yeah. We never usually perform a moment like this, but we thought it was perfect for this, so. Thưa quý vị, Jennifer vừa hỏi Kelly là đối với 38 cô gái của chúng ta ở đây ngày hôm nay, họ đã trải qua một chặng đường dài và có lẽ Kelly cũng có cùng cảm xúc đó khi mà đứng dưới áp lực của ánh đèn sân khấu, đứng dưới áp lực cạnh tranh để đăng quang thần tượng âm nhạc Mỹ năm 2002. Có một bài hát nào đó hoàn toàn phù hợp để cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc này với 38 cô gái của chúng ta và Kelly trả lời là sẵn sàng để có thể hát một bài hát như thế. Và bây giờ, kính thưa quý vị, Kelly Clarkson với A moment like this. What if I told you it was all meant to be? Would you believe me? Would you agree? It's almost that feeling that we've met before. So tell me that you don't think I'm crazy when I tell you love has come here and now. For a moment like this, some people wait a lifetime. For a moment like this, some people search forever for that one special kiss. Changes, but beauty remains. Something so tender I can't explain. No, well I may be dreaming, but till I special kiss. Oh, I can't believe
Kelly Clarkson. Thank you very much. Một tràng pháo tay nữa cho Kelly Clarkson và ban nhạc đến từ Mỹ được không ạ? Thank you, Ben. Thank you.